Hoa Hoa, đỉnh lưu có lẽ cương nhất giới Pandabit, gì cũng biết chỉ tên mình là không. Hoa Hoa, chào sếp nè. Hả? Bố mẹ chờ sếp nè. Hoa Hoa chỉ cần đi vô cửa ra sẽ có ai mà. Trở lại. Bố mẹ chờ tôi nè. Tôi chưa biết. Tôi là bố mẹ yêu thương nhất của sếp. Giao diện cục cơm nắm. Lớn không nổi vì toàn bị giành ăn. Cho căng miếng đi. Cho căng miếng đi mà. Cho căng miếng đi. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi trời ơi. Chậm chạp nhưng